Là địa phương có người dương tính với dịch COVID-19, huyện Văn Lâm đã chủ động triển khai các giải pháp để phòng chống dịch, đặc biệt là đã xây dựng kịch bản chi tiết để cách ly những người tiếp xúc với người nhiễm và phong tỏa địa bàn thôn Chí Trung để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ngay sau khi có thông tin về người bị dương tính với dịch COVID-19, trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sáng ngày 2 tháng 4, dự và chỉ đạo tại điểm cầu huyện Văn Lâm, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, phát biểu chỉ đạo huyện cần khẩn trương triển khai các bước cách ly, khoanh vùng, dập dịch theo đúng hướng dẫn số 904 của Bộ Y tế về cách ly y tế vùng có dịch. Trong đó, trước mắt tập trung công tác vận động tuyên truyền, chú trọng tới công tác bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cung cấp lương thực thực phẩm, tổ chức truyền thông, tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với chính quyền, tiếp tục rà soát các thông tin đầy đủ liên quan đến đối tượng phải cách ly và phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để giám sát các đối tượng này. Trên cơ sở cái hướng dẫn 904, trên cơ sở cái thực tế của Văn Lâm, thế và gắn với ngành y tế, gắn với ngành công an, quân đội, thì tôi đề nghị là theo chức năng nhiệm vụ, chúng ta khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ, kể cả những cái việc mà nói là cái phun cái khử trùng đấy, ở các cái khu vực có liên quan tại thôn Chí Trung này, thế rồi là tại cái gia đình, tức là cái khu vực gia đình và những cái người mà liên quan gần này, tiếp xúc gần này, thì tập trung để cái phun nó kỹ hơn. Thế và tương tự như vậy là trung tâm Tiên Văn Lâm cũng phải thực hiện nghiêm túc cái việc này, chưa nói đến cái chuyện là nó còn cả những cái việc liên quan khác đến chống quản bệnh viện thì và gắn phòng chống dịch để phải thực hiện nghiêm, để rồi bảo hộ lao động, bảo hộ cái y tế cho cán bộ nhân viên y tế, kể cả những cán bộ mà tham gia vào công tác xử lý những dịch này. Trong ngày 2 tháng 4, Ban chỉ đạo huyện Văn Lâm cùng với xã Tân Quang triển khai phong tỏa cách ly đối với thôn Chí Trung, yêu cầu các ngành chức năng của huyện theo nhiệm vụ đã được phân công đảm bảo việc cách ly diễn ra theo đúng kế hoạch, ổn định tình hình an ninh trật tự và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho khu vực cách ly. Dừng ngay hoạt động của công ty Elecon, nơi bệnh nhân số 219 từng làm cấp dưỡng tại đây. Tổ chức kiểm tra toàn bộ công nhân tạm trú trong khu vực thôn Chí Trung, thông báo cho các doanh nghiệp hỗ trợ lương, phụ cấp cho công nhân trong 28 ngày cách ly, đồng thời kêu gọi vận động các ngành các cấp, các nhà hảo tâm, hỗ trợ giúp đỡ vật chất, các đoàn thể, tổ chức, chính trị, tập trung tuyên truyền, trấn an tư tưởng, tạo sự đồng thuận cho người dân trong vùng cách ly thôn Chí Trung, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng trốn tránh cách ly. Triển khai các cái hoạt động của các bộ phận như tổ chăm sóc y tế này, tổ cung ứng hàng hóa này, tổ bảo vệ này, là nhân dân là rất đồng tình ủng hộ và cũng chấp hành nghiêm cái quy định cách ly tập trung theo quy định của nhà nước và dưới sự chỉ đạo của huyện và xã, là nhân dân rất an tâm. Tại xã Tân Quang đã thành lập 13 chốt xung quanh địa bàn xã. Bên cạnh đó, toàn bộ thôn Chí Trung được cách ly nghiêm ngặt theo phương châm nội bất xuất, ngoại bất nhập. Diện tích khu vực cách ly là gần 3 hectare, số người dân trong khu cách ly là hơn 1.400 người, trong đó có hơn 300 người là dân số cư học ở nơi khác đến làm việc và sinh sống. Thời gian cách ly tối thiểu là 28 ngày kể từ ngày 2 tháng 4. Đối với nhân dân thì chúng tôi không lo ngại. Lo ngại nhất, không may mà có trường hợp công nhân trốn thì đó là một vấn đề khó khăn. Và nội dung này chúng tôi đã lường trước sẽ không phải là lấy hồ sơ của các công ty mà trực tiếp những nhà trọ, những người công nhân đó phải khai báo y tế và đặc biệt là phải nói rõ quê quán. Nếu tình huống xấu xảy ra, chúng tôi là làm mấy trăm cái công văn để có kế hoạch là sẵn sàng, kể cả thôn đi giờ nào thì thôn sẽ phải gửi công văn báo về quê hương đó. Do đã có sự chuẩn bị từ trước đó một tuần, nên các gia đình đang được cách ly tại thôn Chí Trung đều ổn định về tâm lý, nhất là các nhu yếu phẩm cần thiết vẫn được phục vụ đầy đủ qua các nguồn từ người nhà tiếp tế vào, cũng như sự động viên thăm hỏi tặng quà của các ngành, tổ chức, cá nhân. Tại địa phương rất ổn định và được chính quyền quan tâm cũng như là những nhà tài trợ về nước, dầu rất là đầy đủ và nhân dân là cực kỳ là yên tâm, thoải mái. Theo báo cáo của huyện Văn Lâm, kết quả rà soát các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân số 219 diện F1 là 39 người, trong đó 25 người là của công ty điện tử Elecon, được cách ly y tế tại trụ sở công ty ở thôn Chí Trung và có sự theo dõi, giám sát của cán bộ y tế huyện. 14 người là người nhà của bệnh nhân số 219
đều được cách ly tại trung tâm y tế huyện. Nhóm F2 là 59 người được cách ly tập trung tại huyện và gia đình. Chúng tôi đã chuẩn bị trước một bước, tức là ở cái mức cao hơn một bước, và đến bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục củng cố rà soát và tăng thêm một cái cấp độ cao hơn nữa, cũng đã huy động toàn bộ nhân lực từ huyện đến xã để đảm bảo vừa là phục vụ tại trung tâm y tế, vừa phục vụ tại khu điều trị cách ly, phân công cán bộ bổ sung cho trạm y tế xã Tân Quang để đảm bảo cho bà con yên tâm trong cái khu cách ly và ổn định về an ninh trật tự xã hội cũng như là công tác khám chữa bệnh, đáp ứng cho người dân là đảm bảo đúng theo cái khu vực cách ly, là vừa khám cấp cứu vừa khám cấp thuốc theo đúng cái quyết định 904 của Bộ Y tế.